Chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị thầy cô và cùng toàn thể các bạn sinh viên của trường Đại học Cần Thơ. Chị Quỳnh em không biết tại làm sao mà từ đầu chương trình đến giờ thì em không có rung mà tự nhiên đứng kế chị cái em rung quá à. Thấy đồ cái chuyện nha. Dạ không. Dạ, chị Quỳnh thân mến và cảm ơn chị đã dành thời gian để tham dự chương trình Hành trình bài ca sinh viên tại trường Đại học Cần Thơ. Và em xin thay mặt các bạn sinh viên sẽ có một số câu hỏi dành cho chị. Và chị thấy hôm nay sinh viên Đại học Cần Thơ như thế nào ạ? Hôm nay á, thật sự mà nói á, thì khi Quỳnh đến trường Đại học Cần Thơ, Quỳnh cái điều mà Quỳnh ngạc nhiên nhất là trời ơi, trường Đại học Cần Thơ rộng quá. Chạy ở ngoài một vòng luôn á, mình thấy trường cứ giống như là còn hoài, trường cứ dài hoài, không bao giờ hết vậy đó. Khi mà vào trong đây rồi á thì các bạn gặp các bạn sinh viên Cần Thơ lúc đầu mình vào thì hơi ít các bạn một chút, nhưng mà rất là dễ thương, mọi người đón tiếp và rất là nồng nhiệt. Cho nên là một người mà vị khách mà đến từ một thành phố xa và khi mà đến Cần Thơ như vậy thì mình cảm thấy tất cả mọi người ở đây rất là hiếu khách, rất là chân tình và rất là dễ thương ạ. Vâng, xin cảm ơn chị. Và chị thấy cái tiết mục của ngày hôm nay của chúng ta biểu diễn như thế nào ạ? Quá tuyệt vời luôn đó chứ ạ. Thật sự mà khi mà Quỳnh nghe các bạn đi hát thì Quỳnh không có một lời nào Quỳnh có thể là gọi là chê bai được. Bởi vì các bạn hát như là những ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Và dàn dựng tiết mục rất là công phu, rất là tuyệt vời. Và xử lý bài hát rất là tốt. Mình ở dưới mình nghe mình rất là cảm thấy rất là thuyết phục luôn. Vâng, cảm ơn chị. Và một câu hỏi nữa thôi là nếu như mà có một dịp nào đó được về biểu diễn văn nghệ ở Đại học Cần Thơ hay là giao lưu với các bạn sinh viên Đại học Cần Thơ thì chị có nhận cái lời mời đó không? Chắc chắn là Quỳnh sẽ về, Quỳnh làm live show luôn được không ạ? Và chúng ta hãy dành cho Tư Châu Như Quỳnh một tràng pháo tay. Và bây giờ thì Hiếu xin nhường sân khấu lại cho ca sĩ Tư Châu Như Quỳnh. Xin cảm ơn bạn. Hôm nay là lần đầu tiên Quỳnh được có mặt tại trường Đại học Cần Thơ. Thì nãy giờ các bạn đã nghe rất là nhiều bài hát rồi, bây giờ thì cho phép Quỳnh gửi đến bạn một bài hát nhẹ nhẹ một chút để mình làm quen ha. Nhẹ nhẹ dễ thương trong sáng nhí nhảnh à. Được không ạ? Vỗ tay đi ạ. Đó là một sáng tác nhạc sĩ Trần Đức Quang có khúc được mang tên Nhớ. Xin mời mọi người cùng nghe chút. Bên anh nói, hãy nhớ anh từng ngày, dù trái tim biết rằng ta sẽ không.
La la la.